Xin kính chào các quý vị khán giả đã đến với kênh Đá Phong Thủy. Trong nội dung video ngày hôm nay, kênh Đá Phong Thủy xin được giới thiệu đến với quý vị một cái mặt dây thạch anh tóc vàng, được làm từ đá thạch anh tóc vàng chuẩn hàng thiên nhiên tự nhiên. Cái mặt này thì có chiều cao của đá là 1,7 cm, bề ngang ở điểm rộng nhất điểm này nó là 1,4 cm và nó có độ dày là 0,7 cm. Đấy. Và hiện cái mặt dây này tôi đang giao lưu cùng với quý vị khán giả với giá là 170.000 đồng. Khách hàng có thể giao dịch với tôi bằng hai hình thức. Một là chuyển khoản trước sẽ được bao ship toàn quốc. Thứ hai là nếu quý khách không có điều kiện chuyển khoản mà phải nhờ bên giao hàng thu hộ thì quý vị chịu giúp cái phí ship cho tôi. Mọi người yêu thích sản phẩm thì chỉ cần để lại thông tin về địa chỉ nhận hàng, tôi sẽ gửi bưu điện ship hàng đến tận nhà cho quý vị. Cam kết là hàng thạch anh chuẩn thiên nhiên tự nhiên. Nếu mà sai so với cam kết thì xin đền lại gấp 10 lần giá trị đơn hàng cũng như là toàn bộ các cái chi phí nếu khách hàng phải bỏ ra để kiểm định, giám định về sản phẩm. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Đừng quên bấm đăng ký để thường xuyên theo dõi được các cái video mới nhất mà kênh của tôi hàng ngày sẽ up lên các sản phẩm phong thủy giới thiệu đến các quý vị khán giả. Xin chào và xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.